em đang trên đường đi ghi hình đang bán bò giùm cho bà con đây. Thì bây giờ em đang ở địa phận xã An Nghĩa Trung của huyện Ba Tri. Nó đang cầm lái cái con bò, cầm lái con xe. Thì đến để ghi hình đang bán bò giùm cho khách ở đây. Không biết là một chút xíu nữa anh bán bò gì và cái giá cả như thế nào. Thì mong là cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem cái chương trình của em. Thích cái chương trình của em thì hãy ấn vào một like cũng như là ấn vào một đăng ký kênh để chúng ta có thể theo dõi và cập nhật nhiều cái video mới và có thể nắm bắt được giá bò hàng ngày từ cái kênh của em nha cô chú anh chị và các bạn. Đó. Thì thôi bây giờ em mời bà con cô bác chúng ta theo chân em đến nhà của anh ha. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì em đến đến đây rồi nè. Thì em có đến nhà của anh này để em ghi hình đang bán giùm cho anh mấy con bò. Ở đây là bò của anh là đây có 3 con bò cái ha. 3 con bò cái lứa. Nè, con này thì anh nói là anh gieo tinh con siêu. Mà con mẹ nó là con mẹ xin. Nên nó ra con bò này rồi em không biết con bò gì nữa. Thì anh nói siêu mổ đen. Đó ha. Thì bà con cô bác chúng ta coi nè. 3 con bò cái nha. Đó, ở đây có một con cái xin. Với hai con này thì mình nói đại đi. Đó, siêu hay kem gì em nhìn thấy cũng không có được chính xác nữa. Đó thì bà con cô bác coi. Nhắm mình mua được thì mình liên hệ với em, số điện thoại em để trên hình nha. Ở đây 3 con bò này thì bây giờ anh bán đồng trạng hết ha. 3 con mỗi con 18 triệu. Đây có một cái xin nè. 3 con này hình như là sái nghiêm chỉnh hết nha cô chú anh chị và các bạn. Đây có một con cái xin ha. Đó, con cái xin này cũng 18 triệu nè. Chân móng nè ha. Mình coi kỹ. Đây. Đó. À, cô chú anh chị coi dần rúng nè ha, sấy nè, bà con coi kỹ nha. Nhắm mình mua được cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trong hình đây. 3 con bò cái thì mỗi con là 18 triệu nha. Đấy cô chú anh chị và các bạn, trời ơi trời nè, tướng tá nè, hình dạng nè khá là ok, sái nghiêm chỉnh luôn. Nào, mỗi con 18 triệu ha. Rúng nè. Độ có cái vú nè. Cái vú đã không? Rúng nè. Nhìn giọng nè. Mặt này nè. Đó, sái nghiêm chỉnh. Chân móng nè. Thấy không? Thương ta ông rộng rảnh ha, rúng chèn luôn á, con này rúng chèn luôn nè, chân móng nè. Bò này 3 con mỗi con 18 triệu nha cô chú anh chị và các bạn. Bà con cô bác gần xa có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trong hình nha. Ba con mỗi con là 18 triệu. Rúng nè, thấy không? Chân móng nè. À. Cô chú anh chị và các bạn ai có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại em để trên hình. Mình coi kỹ nha. Nói chung là giá này thì cũng hợp lệ thôi. Có 18 triệu một con à. Bò này thì nó nằm từ 1m, 1m1 hết nha. Đó, hai con này thì nó dao động tầm khoảng từ 1m12, 1m13. À. Còn con này á thì nó khoảng 1m1 bò. Đó, 3 con, mỗi con 18 triệu. Giá này cũng phù hợp túi tiền của mọi người thôi. Mấy bạn mình làm công ty á, ngay lúc này dịch bệnh không có đi làm công ty được thì mua bò về chúng ta nuôi ha, tạo thu nhập ha. Đây mình coi cho kỹ, khi mà mình mua con bò, em là một người làm chương trình thì em muốn là giữa cái người bán và cái người mua phải rõ ràng, phải công khai minh bạch, chẳng hạn như là hình ảnh phải rõ ràng,
Đó. Em thì em không có che giấu bất cứ cái điểm gì trên cơ thể của con bò nha. Từ sái tích cho tới mặt mày như thế này thì em đều quay phải rõ ràng hết cho cô chú anh chị các bạn. Nhiều khi mấy người ở xa, bò này đầu chuỗi nha, con này nè, con lai xin này đầu chuỗi nha, hai con này hơi nhóm sừng. Nhiều khi bà con cô bác ở xa mà mình không có biết, mà không biết con bò thực tế như thế nào thì nó thấy rồi. Em sẽ quay trực tiếp cho bà con cô bác ta coi đó. Rồi bà con cô bác thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình. Em đang có mặt tại xã An Hiệp của huyện Ba Chi. Cô chú anh chị các bạn nào mà nhắm mua được thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Nha, từ chân móng cho tới hình ảnh nha. Đây. Trời nó hơi nắng một chút anh chị bạn. Nói chung là nắng mà hầm nữa, không có miếng gió luôn á. Đôi khi mưa thì cũng nói mà nắng cũng nói. Thời tiết khắc nghiệt cũng nói mà thời tiết mát mẻ cũng nói. Bà con cô bác thấy không? Bò này thì nó dao động tầm khoảng từ 1m1 bò ha. Đó, một chút xíu nữa em lấy cái thước ra em hạo thử cho bà con coi. Bò này coi mình nắm mua được không? Nếu mà mua được thì cứ liên hệ với em số điện thoại mình. Con ngồi trống đi cưng, người ra đây làm gì? Đó, thì bà con cô bác coi nè, em là một người đàn ông, chiều cao 1m75. Và em lại gần bò ha. Cho bà con coi nè, mình hạo mình ước lượng ra. Coi thử cây bò này á, nó chiều cao tầm này. Bò này là nó nằm khung từ 7 tháng rưỡi tuổi nha cô chú anh chị, bằng hang bò nè. Còn con cái con bìa bên kia thì nó còn khoảng 6 tháng tuổi. Đó thì giá cả mỗi một con á là nó có giá là 18 triệu. Cô chú anh chị các bạn nào gần xa mà có nhu cầu muốn mua những con bò này về mà chúng ta vũ béo hay chúng ta nuôi làm giống gì á thì nó đều được hết nha. Nuôi sinh sản đều được hết nha. Và bây giờ thì em xin lấy cái thước ra và hạo thử chiều cao cho bà con cô bác chúng ta coi. Để khi mà em giao tới cho bà con cô bác thì bà con cô bác khỏi có sợ phải buồn phiền, khỏi buồn vui vậy. Mình chỉ việc đo hạo ra thử rồi mình nhắm mình mua được hay không. Nếu mua được thì mình nhắc máy là mình gọi cho em. Cái số điện thoại của em á thì để trên màn hình. Còn cái chiều cao thì cô chú anh chị các bạn khi mà giao đến là mình cũng thực hiện đo như thế này. Coi có đúng là mẫu mã của con bò mình lựa chọn hay không. Ha. Bò này thì em đo tại phía xa xương khu của nó là dao động từ 1m19 1m2. Là hai con bò này là nó 9-10 với nhau nè. Con này với con này là nó 9-10 với nhau nè. Còn cái con Lai Xin á, cái con bò Lai Xin đứng kế bên đây nè. Nó coi thử cái chiều cao của con này nhiêu. Con này chiều cao của nó là khoảng từ 1m09 1m1. Đó thì cô chú anh chị các bạn nào nhắm mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại để chúng mình. Em đang có mặt tại xã An Hiệp của huyện Ba Chi nha. Và số điện thoại em thì để trên màn hình. Đó, hôm nay em đến đây để em bán, đăng ghi hình và đăng bán giùm cho anh này 3 con bò. Thì cô chú anh chị các bạn nhắm mình mua được mình gọi cho em ha. Và bây giờ em xin kết thúc cái video ở đây. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Nhắm mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại em để trên màn hình. Bây giờ em xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.